Kính chào quý vị khán thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube và Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Hoa Trình Đốn. Kính mời quý vị theo dõi nội dung của buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 9, 2021, gồm có chương 3 và chương 4, thiền thứ 3. Để mở đầu, kính mời quý vị theo dõi phần cuối chương 3, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, qua giọng đọc của Nam Anh sau đây. Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chế độ quân chủ đã chính thức tuyên bố cáo chung, các đảng, phái cách mạng dân tộc sau khi nghe ngóng cũng không hề có một phản ứng chống đối nào. Các ông lãnh tụ ấy đã mạnh ai, người nấy chạy trốn lánh hết. Ngày 28 tháng 8, ông Hồ Chí Minh cùng với mấy yếu nhân cộng sản mới từ Tân Trào bí mật trở về Hà Nội, lén đến nhà Trịnh Văn Bính ở phố Hàng Đào. Ngày 29 tháng 8, ông Hồ Chí Minh thành lập chính phủ lâm thời. Ngày 2 tháng 9, tại vườn hoa Ba Đình, thiết lập bàn thờ tổ quốc, cờ đỏ sao vàng rợp trời, dân chúng đến tham dự có tới mấy trăm ngàn người. Đúng 15 giờ, một ông già cao mảnh khảnh từ từ bước lên khán đài, Trần Huy Liệu trịnh trọng giới thiệu với đồng bào đến dự lễ độc lập là cụ Hồ Chí Minh, chủ tịch chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giới cách mạng Việt Nam chỉ biết Nguyễn Ái Quốc là ông trùm cộng sản, chứ chưa hề được nghe tên Hồ Chí Minh là một nhân vật cách mạng Việt Nam bao giờ. Ngay cả những ông trong tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, hằng ngày các ông ấy ăn chung ở đụng với ông Hồ Chí Minh, nhưng người ta rất thơ ngay không biết chính Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Ái Quốc đấy. Cho nên dân chúng còn làm sao mà biết được ông Hồ Chí Minh là ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nước Việt Nam hoàn toàn tự chủ, đoạn giơ cao tay phát thệ. Thề không điều đình với Pháp, thề chết chứ không chịu nô lệ, thề không đi lính cho Pháp, thề không đưa đường cho Pháp, thề không tiếp tế cho Pháp. Làn sóng người dự lễ giơ thẳng cánh tay, hò hét vang dội, xin thề. Tới ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sắc lệnh cử công dân Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao cho chính phủ. Vĩnh Thụy đã đóng vai trò chính trị ấy một cách hết sức lơ đãng. Ông Hồ Chí Minh thành lập chính phủ, công khai ra bản tuyên cáo và ra mắt dân chúng. Các báo chí Quảng Tây đều đăng tải tin ấy. Tư lệnh Trương Phát Khuê, một vị tướng quyết liệt chống cộng, rất lấy làm công phẫn bởi mục đích của ông là sau khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh thì đồng minh sẽ giúp đỡ cho Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội đứng lên lập chính phủ chứ không ủng hộ cho một đoàn thể riêng rẽ nào. Nay ông Hồ Chí Minh đã phản bội Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội ra lập chính phủ hoàn toàn cộng sản là một điều trái với ý định của chính phủ Tưởng Giới Thạch. Tư lệnh Trương Phát Khuê liền phái Tiêu Văn đại diện cho đệ tứ chiến khu sang Việt Nam để tìm cách hỗ trợ cho Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội thành lập chính phủ, đồng thời phái bốn đại đội đều là chiến sĩ trong tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội trợ lực quân sự cho Tiêu Văn. Đại đội 1 do Đặng Văn Ý chỉ huy từ đường Bảo Lộc tiến vào Bắc Việt. Đại đội 2 do Bồ Xuân Luật chỉ huy từ đường Bắc Sơn tiến vào Bắc Việt, đại đội 3 do Lê Tùng Sơn chỉ huy, đại đội 4 do Vũ Kim Thành chỉ huy tiến về phía Đông Hưng, Móng Cái. Về tới Hà Nội, Tiêu Văn bị đấm mõm bằng vàng, trích trong tuần lễ vàng. Vũ Kim Thành đóng quân tại Móng Cái. Còn ba vị chỉ huy, ông Hồ Chí Minh mời dự một bữa tiệc cho phục binh uy hiếp. Đặng Văn Ý tự sát, hai vị còn lại đầu hàng, Bồ Xuân Luật được cử giữ chức bộ trưởng, không giữ bộ nào trong chính phủ Hồ Chí Minh.
Vì sự phản bội này, Bồ Xuân Luật bị các đồng chí ra lệnh giết nhưng đã trốn thoát được. Phong trào Việt Minh xuất hiện tại Nam Việt. Tại Sài Gòn, mãi đến đêm 24 tháng 8, thanh niên Tiền Phong công khai đi các ngã tư thành phố kéo cờ màu đỏ, ngôi sao vàng lên các cột cờ. Các công chức giữ địa vị quan trọng tại các công sở đã ngã theo Việt Minh. Và ngay đêm hôm đó, Việt Minh cử đại biểu đến yêu cầu Quyền Khâm sai Hồ Văn Ngà từ chức. Họ Hồ vui lòng giao ngay Khâm sai phủ Dinh Gia Long cho Việt Minh vì ông đã được tin Hoàng đế Bảo Đại đã ban chiếu thoái vị mà Khâm sai Nguyễn Văn Sâm chưa về tới Sài Gòn. Sáng ngày 25 tháng 8, các cán bộ của thanh niên Tiền Phong đã huy động một số lớn dân chúng quy tụ tại thị sản Sài Gòn để dự lễ ra mắt của Lâm ủy Hành chính Nam Bộ do Trần Văn Dầu làm chủ tịch. Mặt trận Việt Minh chính thức ra đời ở Nam Bộ, khẩu hiệu đầu tiên là kêu gọi các đoàn thể quốc gia đại đoàn kết. Cũng như Hà Nội, ngày 2 tháng 9, Lâm ủy Hành chính cũng tổ chức một cuộc biểu tình ở sau nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Dân chúng đứng đợi từ hồi 15 giờ cho tới 16 giờ rưỡi, nhưng vẫn không được nghe lời tuyên bố độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua luồng sóng điện như lời tuyên bố của ban tổ chức, mà phút chốc chỉ nghe thấy mấy tiếng súng nổ từ trong các nhà Pháp Kiều ở phía góc đường bắn ra, làm cho vài thanh niên bị thiệt mạng và một số bị thương. Lập tức thanh niên Tiền Phong xông lên các nhà Pháp Kiều bắt mấy người bị tình nghi, đem đi định giết chết. Nhưng nhờ sự can thiệp của nhân viên trong ban tổ chức nên họ chỉ đánh đập rồi đưa đi giam tại sở công an. Tiếp nối buổi phát thanh, xin kính mời quý vị theo dõi chương 4 thiên thứ 3, quân đội đồng minh tiến vào Đông Dương qua giọng đọc của Đỗ Hiếu sau đây. Pháp theo chân quân đội Anh, Ấn tái chiếm Nam Việt, Campuchia và Ai Lao. Sự bắt mấy Pháp Kiều đưa đi giam. Qua ngày hôm sau, có sự can thiệp của Bộ Chỉ huy quân đội đồng minh sang giải giới quân đội Nhật Bản. Trần Văn Dầu bắt buộc phải thả mấy người Pháp ra. Việc này làm cho Dầu mất mặt. Dầu phải cho ra một thông cáo ngụy biện rằng chúng ta thả đám Pháp Kiều là để tỏ cho đồng minh thấy rõ tính hiếu hòa của chúng ta. Những tin tức bất lợi cứ càng ngày càng tiếp tục lan ra trong nhân dân. Đến ngày 4 tháng 9, nhận thấy có triệu chứng nguy khốn, Việt Minh mới triệu tập một phiên khoáng đại hội nghị tại phòng khánh tiết tòa thị sảnh Sài Gòn, mời đại biểu các đảng phái quốc gia tham dự cải tổ hành chánh Nam Bộ, đổi Lâm ủy Hành chánh ra Ủy ban Nhân dân. Kết đến ngày sau lại đổi ra Ủy ban Hành chánh Nam Bộ, Trần Văn Dầu lùi xuống làm ủy viên quân sự. Luật sư Phạm Văn Bạch được làm chủ tịch ủy ban, Phạm Ngọc Thạch vẫn giữ chức ngoại giao như cũ. Ngày 16 tháng 9, một số tù binh Pháp được thả ra. Các cơ sở Ba Son, kho đạn và thương khẩu Sài Gòn được quân đội Nhật Bản trao trả lại cho Pháp. Ngày 10 tháng 9, trong một cuộc họp báo, đại tá CD tuyên bố, chúng tôi phải lập lại trật tự để thiết lập một chánh phủ đúng với bản tuyên ngôn ngày 24 tháng 3 của Đại tướng De Gaulle. Phản ứng lại, lực lượng của mặt trận liên minh tổ chức các cuộc phá hoại phi trường, thương khẩu, tổng đình công, bãi thị và bắt cóc kiều dân Pháp cùng những người Việt có tiếng thân Pháp. Ngày 20 tháng 9, Đại tướng Grasset ra bản thông cáo số 1. Đại tướng có trách nhiệm khôi phục lại trật tự, đồng thời ra lệnh cấm báo chí Việt ngữ xuất bản, cấm người Việt võ trang. Ngày 21 tháng 9, ra lệnh thiết quân luật, kẻ đạo phá hoại sẽ bị nghiêm trị. Ngày 22 tháng 9, quân đội Anh đến đóng giữ, khám lướt Sài Gòn và thả hết những binh sĩ như dù Pháp bị Nhật bắt giam hồi trước. Ngày 23 tháng 9, khoảng 4 hay 5 giờ sáng, Pháp quân bất thình lình kéo đến chiếm đóng các sở công an, cảnh sát trung ương, kho bạc, rồi thừa đã thắng, chiếm luôn tòa thị sảnh, trụ sở của Ủy ban Hành chánh Nam Bộ. Trở tay không kịp, các yếu nhân Việt Minh chạy vào chợ đêm. Dân chúng đã tản cư từ mấy ngày trước, nay lại tiếp tục tản cư thêm. Thành phố Sài Gòn lại trở vào tay quân Pháp kiểm soát. Để trả miếng,
Ngày 24 tháng 9, một số Pháp Kiều bị bắt cóc, bị giết chết, phòng phát điện bị giật mình. Sédil liền cho áp dụng biện pháp lấy vũ khí phân phát cho thực dân Pháp sử dụng để chống khủng bố, đồng thời bắt nhiều người tình nghi là thân cộng Việt đem giam cầm. Theo lời khuyên của Đại tướng Croce, vị tổng tư lệnh quân đội đồng minh đến giải giới quân đội Nhật Bản thì nên có một cuộc tiếp xúc giữa Sédil với Ủy ban Hành chính Nam Bộ. Ngày 5 tháng 10, đôi bên ấy gặp nhau như lập trường xa cách, không đi đến một kết quả nào. Cũng ngày 5 tháng 10, Việt Minh đưa điều kiện. Trước hết khi giới quân đội Pháp, Bắc Pháp phải tập trung vào một nơi. Việt Minh sẽ trở lại nắm chính quyền như tình thế trước ngày 23 tháng 9. Việt Minh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ an ninh trật tự và tiếp tế lương thực cho quân đội Pháp tập trung. Dĩ nhiên là Pháp không bao giờ lại chịu điều kiện ấy. Cũng ngày 5 tháng 10, tướng Leclerc đã có mặt ở Sài Gòn, chiến hạm Pháp cũng tiếp tục cập bến Sài Gòn, quân số đổ bộ khá đông, là nhờ được thế của đồng minh Anh các lợi ủng hộ. Leclerc quyết định dẹp tan phong trào chống Pháp để thực hiện mục đích tái chiếm Đông Dương. Trước hết Leclerc cho quân nhảy dù và đổ bộ thêm quân xuống, chiếm Campuchia và Ai Lao. Ngày 12 tháng 10, Pháp tung quân đánh chiếm Gia Định, Gò Vấp và Phú Mỹ. Ngày 23 và ngày 25 tháng 10, quân đội Anh Ấn tiến đánh chiếm Thủ Dầu Một và Biên Hòa. Ngày 29 tháng 10, chiếm đóng Vĩnh Long. Ngày 30 tháng 10, chiếm đóng Cần Thơ. Ngày 1 tháng 12, Pháp xua quân tiến chiếm Buôn Ma Thuột, rồi đổ bộ Nha Trang, Khánh Hòa, Đà Lạt. Và cách ít ngày sau, các tỉnh Mỹ Tho, Gò Công, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau đều bị quân Pháp chiếm đóng. Ủy ban Hành chánh Nam Bộ từ Cái Bè rút xuống Cù Lao, Bến Tre thực hiện theo đúng kế hoạch Nga Sô. Vườn không, nhà trống, các thị trấn thiêu hủy thành đống tro tàn, đường giao thông bị cắt, cầu bị phá hủy, vân vân. Sức chiến đấu lúc bấy giờ hoàn toàn do nhân dân tự động tổ chức. Nhân dân miền Nam đoàn kết, tự động kháng chiến. Nhân dân miền Nam không phân biệt đảng phái và tôn giáo đã hợp nhất để thành lập 4 sư đoàn dân quân kháng chiến. Đệ Tam Sư đoàn là một trong 4 sư đoàn nói trên được thành lập gồm các bộ đội với thành phần lớn là những chiến sĩ của Việt Nam Quốc dân đảng, Việt Nam Quốc gia đảng, Ban Cẩm tử Huỳnh Long đảng, Việt Nam Thanh niên Ái quốc đoàn, một phần Tịnh độ cư sĩ Phật giáo. Đệ Tam Sư đoàn do Nguyễn Hòa Hiệp, một chiến sĩ Việt Nam Quốc dân đảng chỉ huy. Ngày 22 tháng 9 năm 1945, trước uy thế của thực dân Pháp, dự định đè bẹp các làn sóng cách mạng để tái lập chủ quyền trên lãnh thổ Đông Dương. Tất cả các chiến sĩ đều đồng lòng hợp nhất dưới bóng cờ Nam Bộ Vệ Quốc Liên Quân Đệ Tam Sư đoàn hăng hái chờ lệnh tiêu diệt quân thù. Mở màn chiến cuộc trên mặt trận Gò Vấp từ Thị Nghè, Cầu Bông đến Tân Bình, Bà Quẹo, Đệ Tam Sư đoàn với một quân số trên dưới 5.000 chiến sĩ đã gây cho tập đoàn thực dân xâm lược nhiều phe tán đẫm kinh hồn trong những trận đánh du kích ác liệt từ Gò Vấp tới An Nhơn, từ chợ Cầu đến chợ Cây Xoài và cầu Bến Phấn. Trong chiến tuyến cầu Quang Tha La, Đệ Tam Sư đoàn với võ khí thô sơ để gây cho quân Pháp dưới cả Đại Bác 75 ly trong vòng một tháng đã không chọc thủng được mặt trận này. Mặt khác, dùng lợi thế bưng biển của khu Lộc Giang, Phước Chí, Rạch Tràm, Đệ Tam Sư đoàn phát triển mạnh du kích chiến, phá hoại tiềm lực của thực dân từ Hóc Môn đến Củ Chi, Suối Cục, từ Đức Hòa, Hiệp Hòa đến Lộc Giang, Sóc Nóc. Đặc biệt, trong trận chiến quận lệ Sóc Nóc đã giải thoát được một số lớn đồng bào bị thực dân bắt giam tại đây. Quân số của Đệ Tam Sư đoàn đã tăng lên tới trên 15.000 chiến sĩ khi đến Cao Lãnh và tổ chức gần khó. 23 bộ đội, mỗi bộ đội có quân số từ 500 đến 600 người. Các ban tham mưu, cơ sở chuyên môn, cơ khí, y tế, tiếp tế, tình báo, liên lạc, vân vân. Từ miền Đông băng qua Đồng Tháp 10 mênh mông sình lầy nước động để đến miền Tây, Đệ Tam Sư đoàn bắt đầu gặp những khó khăn do lực lượng cộng sản gây nên, nhất là khi đến Cao Lãnh và đã bắt buộc phải dùng lực lượng võ trang để đè bẹp và đẩy lui các thành phần cộng sản phá hoại và phản bội. Cách 2 tháng sau, quân Pháp đã từ tiền đồn Sa Đéc, cửa ngõ của Đồng Tháp 10 tràn ngập tiến vào Cao Lãnh, tổng hành dinh của Đệ Tam Sư đoàn vào giữa mùa xuân năm 1946.
Trước áp lực này, Bộ Tư lệnh Sư đoàn lại trở về miền Đông và đã thanh toán một đồn lớn của Pháp thu được rất nhiều khí giới, thực phẩm và quân nhu. Vượt khỏi đồn này, tiến quân về miền Đông lại bị một đại đội thuộc lực lượng Cộng sản chặn đánh. Đội tiền quân của Đệ Tam Sư đoàn đã đánh tan và thu được 15 súng trường. Từ ngày Đệ Tam Sư đoàn trở lại chiến tuyến miền Đông, đại đơn vị này đã phải lâm vào thế lưỡng đầu thù địch, một mặt phải chống Pháp và một mặt phải ngăn ngừa các cuộc đột kích phá hoại, bắt cóc cán bộ, ám sát cấp chỉ huy do Cộng sản điều khiển. Đến sau ngày ký hiệp định 6 tháng 3 1946, Cộng sản đã không ngần ngại bí mật cung cấp tin tức cho phòng nhiệt của Pháp để tiêu diệt Đệ Tam Sư đoàn. Sự phản bội kháng chiến của Cộng sản tại Nam Bộ là một lý do chính yếu khiến Đệ Tam Sư đoàn và Bộ Tham mưu trở về thành, phân tán, hòa mình trong dân chúng. Riêng các cán bộ Việt Nam Quốc dân đảng trong Đệ Tam Sư đoàn đã rút vào bí mật, nỗ lực duy trì cơ sở dưới mọi hình thức qua các trào lưu thực dân và độc tài. Quân đội Trung Hoa tiến vào Bắc Việt và Bắc Trung Việt. Quân đội Trung Hoa từ tỉnh Vân Nam, kẻ mang giày cao su, người đi đất, lôi thôi lết thích tiến vào Bắc Việt vào cuối tháng 8 năm 1945. Đạo quân thứ 93 tiến vào tỉnh Lào Cai xuống đóng tại Hà Nội. Đạo quân thứ 62 tiến vào Lạng Sơn, Cao Bằng, thẳng xuống Hà Nội. Đạo quân thứ 52 tiến thẳng xuống thành phố Hải Phòng và các tỉnh miền Duyên Hải. Đạo quân thứ 60 tiến thẳng vào Bắc Trung Việt, đóng rải rác từ Vinh đến Đà Nẵng. Tổng số là 180.000 binh sĩ thuộc dưới quyền chỉ huy của Đại tướng Lư Hán. Ghi chú, vào tháng Chạp 1945, đạo quân Trung ương thứ 53 được phái sang thay thế cho đạo quân 52 và 62 rút về Trung Hoa. Các đạo quân Vân Nam và Quảng Đông tiến vào Bắc Việt và Bắc Trung Việt, chúng coi như là một tỉnh bị chiếm đóng để người Trung Hoa sang cai trị. Bao nhiêu những biệt thự, những nhà lầu to lớn, chúng đều đuổi gia chủ, chiếm lấy để ở, ra tay khủng bố bắt đồng bào của họ. Những người đã hợp tác kinh doanh với người Nhật để làm tiền, nhiều người bị tịch thu cả tài sản để chúng có tiền mai sắm quần áo cùng giày dép mới. Đi chợ mua thực phẩm, chúng không trả tiền, hoặc có trả thì chỉ trả một giá rẻ mạt, gần như là mua quỵt. Nhất là vấn đề đem tiền quan kim của Trung Hoa đổi lấy tiền Đông Dương để mua bán, đã gây nên bao thảm họa cho dân chúng Việt Nam. Ghi chú, một đồng quan kim định giá là 1,5 đồng tiền Đông Dương ngân hàng. Đại tướng Lư Hán mãi đến ngày 18 tháng 9 1945 mới đáp phi cơ tới Hà Nội, đuổi bọn Santini ra khỏi dinh thự toàn quyền rồi chiếm ngụ ở đó. Biết rõ tình hình người Trung Hoa, còn ai hơn ông Hồ Chí Minh để đấm mõm trước họ Hồ cho Trích Thủy tuần lễ vàng, đánh một khai đèn cùng đầy đủ dụng cụ, hút nhà phiến toàn bằng vàng cùng hàng tấn nhà phiến hảo hạt đem tặng cho Lư Hán và các đồ vật quý khác của bằng vàng tặng cho Tiêu Văn và các vị tướng lãnh cao cấp khác. Để trấn an dư luận, Hồ Chí Minh ra lệnh cho các báo đăng tin quân đội Trung Hoa đến đây là để giải phóng quân đội Nhật Bản, không có tham vọng gì về đất đai của chúng ta. Chúng ta phải tỏ cảm tình mật thiết giữa hai dân tộc. Quân đội Trung Hoa sang đây là để giúp đỡ dân tộc chúng ta hoàn thành nền độc lập của chúng ta. Kính thưa quý vị khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất để gửi đến quý vị phần cuối chương 3 và chương 4, thiền thứ 3. Kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào kỳ tới với chương 5 và chương 6, thiền thứ 3, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954, Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Đỗ Hiếu xin kính chào tạm biệt và cầu chúc quý vị cùng Vũ Quyến luôn hạnh phúc, may mắn và an lành trong cuộc sống hàng ngày. Chiến sĩ can trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông yên bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa
bao sông dài vì tổ quốc lâm nguy bình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng ngà hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan yên bái nửa non vì hùng. Chết vì tổ quốc hay chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng vì tổ quốc lâm nguy bình riêng xa chi. Khi tiết anh hùng dòng là hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan yên bái nương non vì buồn. Chết vì tổ quốc cái chết vinh quang, lòng ta sung sướng chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng thành công thì cũng thành nhau trong quân thù.